giữa khu phố Trà Quang và Phú Thiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tố của hai đội GP và Tàu An vào trận. Chúng ta thấy là Tàu An có thể giúp và tiếp theo
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.